và tiếp tục là 400 cái khóa. Dòng này đang rất hút nha các bạn. Dòng mã xài khóa cho xe đạp, khóa cho bất cứ thứ gì cảm thấy ok được thì cứ xài. Made in hàng Made in Japan. Giá cực kỳ tốt. Dùng từ cực kỳ tốt thì các bạn biết rồi. Và chất liệu thì cũng khỏi nói. Nó là một chất hợp kim gì đó, giống như không lầm thì nó là nhôm. Nhôm nguyên khối. Rất dày dặn. Chắc chắn. Anh em nào cảm thấy an tâm thì giao dịch. Qua bên mình là nhà cửa, cửa hàng cụ thể rõ ràng ha. Chứ không phải là cù bơ của bất ngoài đường để mà lấy cọc của anh em. Cảm thấy tin tưởng thì giao dịch. Còn cảm thấy không tin tưởng thì cứ tới thẳng cửa hàng để giao dịch. Anh em cửa hàng thì inbox lấy số lượng thì sẽ có giá cực tốt.